Hello, xin chào mọi người. Nay thì mình tiếp tục hóa thân vào một người gọi là người thủy thủ đoàn cướp biển hoặc là người thuyền trưởng mọi người. Mình chọn team đỏ đi. À, trận này là trận dở dang rồi. Thì mọi người đợi xíu nhá. Mình sẽ vào chuyên chiến lốt đi. Game này coi như mình nháp thôi. Chết. Đang tành hết một đống. Mình là team đỏ à? Ui rơi xuống biển rồi. Biết trèo lên kiểu gì mọi người ạ? Cho lên đi. Team này chiến thắng à? Có chịu nhỉ, không lên được mọi người ơi. Ok, game này chỉ là nháp thôi nhá. Yes, Score. Ok, mình sẽ chọn là team này. Gì đây? Chọn cái map nhá. Cái map này nhìn xem có vẻ sáng sủa, mình chọn cái map này đi. Mọi người thích tàu gì? Lắm người chọn này đấy. Chọn cái này xem được không? Đâu rồi? Oh, tu rồi. Đâu rồi ta? Mình ra đây mình khám phá mấy cái dương này trong cái gì. À đây giờ nó mình lát một tí mọi người ạ. Nãy mình đỏ ngọc, giờ mình tìm xanh đi. Đâu nhỉ? Thuyền trưởng lái ở đâu ta? Mình tìm cái chỗ lái tàu nhé mọi người. Mình nghĩ là trên. Cho làm thuyền trưởng đi, mình sợ người người ta tranh mất cái chức thuyền trưởng của mình mọi người ạ. Có người người ta tranh mất rồi. Để tôi lái cho tránh. Đây mà mình lái của mọi người, mình là thuyền trưởng đây. Từ từ nhá, ở đâu rồi? Kia kia kia, xa xa. Ok. Lên lưới mất tay. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Rẽ trái, à rẽ phải một tí nhá, nó bắt đầu bắn mình này. Ok, mình sẽ làm thuyền trưởng một lúc. Đây là ai, mọi người thấy chưa? Hai cái thuyền đại chiến với nhau này. Chứ rồi, mình là team xanh đúng không? Quay lại đây, 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 đi quá xa rồi mọi người. Quay lại, quay lại, quay lại. Người ta chạy mất rồi mọi người ơi. Người ta chạy mất rồi. Lên lắm hả? Đang đi. Team nó chạy. Giờ mình mới bắt thả lại như thế. Rồi lại đánh nhau ở đây. Đây ta dừng lại cho mày đánh nhau nhá. Ngồi đấy mà chi. Tu go go. Bắt tài lái như thế. Buồn cười bọn này thế nhỉ. Cái gì thế? Bọn hải đăng. Lốc xoáy à? Ui ghê đấy. Ui mày xoáy có chết không mình nhỉ? Ui điện đạn bay là mọi người. Ok bọn này dám bắn mình à? Lên anh em ơi. Thuyền trưởng thôi, bọn này cho mày bắn nhau đấy. Có gì mình sẽ nhảy xuống biển. Bọn này nó cứ chạy nè mọi người ơi. Lái gần mà bắn nhau cho sướng. Ui, mình đâm luôn, đâm luôn. Đâm luôn, nó nhảy sang rồi mọi người. Chết rồi, nhảy xuống cứu đồng đội, nhảy xuống cứu đồng đội. Ôi, cứu đồng đội, cầm súng lên. Lái cái gì tầm này nữa.
thuyền viên thôi, khi mà người ta chết thì mình cũng chết cái gì đấy. Mấy người này sang cả thuyền của mình à, khiếp nhờ. Ây à, ây à, ây à, còn chém cả mình cơ. Chưa còn có 14 máu rồi mọi người ơi. Không biết trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Chết là chết mất. Ông kia bắn chết mình rồi, đợi mình xem nhé. Xem nào. Lái tàu, lái tàu, lái tàu. Chứ rồi lái tàu quá. Chết công này đi chứ về làm gì nữa, đúng rồi mọi người ơi. Lái tàu cho nó quay đúng cái góc bắn nhá. Góc phải bắn khó quá. Lái tàu đâu nhỉ? Hết đạn rồi mọi người. Chết mất rồi. Khó thế. Từ từ nhá, từ mình là team xanh đúng không? Team xanh đang bị thua rồi. Từ nhá, đang cầm đại bác bắn đi. Đâu rồi, ai lái thuyền rồi? Đâu rồi, cái tâm đâu rồi? Đại bác rồi, bắn không tới. Bắn không tới mọi người ạ. Đây rồi, ông nào làm thuyền u, chết người ta bắn chết mình rồi mọi người ạ. Còn 5 máu thôi, quyết hy sinh vì hy sinh, quyết hy sinh. Không biết làm sao vậy. Được, vẫn chưa chết, vẫn chưa chết. Chờ nó đi hướng khác rồi. Cái bọn này mình chết, thà chết để bảo vệ cái thuyền. Ơ, mất, mất đại đáp rồi. Bắn đi. Hỏng hết luôn. Người tim xanh luôn. Không chỉ bắn một tới các bạn ơi. Ủa, đi xa ấy. Tung nhà nó chứ còn gì nữa. Ui, hỏng sướng nó cái thuyền nó bắn gì nữa. Đê, bắn cho hỏng cái thuyền nó đây, chạy nó chạy rồi. Đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo anh em ơi. Rắn. Đuổi theo. Ơ hay nhỉ. Bắn cho sợ té khói luôn. Cái thứ này tìm bạn ở đâu ta, chạy xa đấy. À đây là nó bắt đầu quay lại mọi người, quay lại cho nó bắn chết ngay. Vừa ba vừa ba bắn tung thuyền luôn đi. Một team mình nhận trước rồi, quá kinh nghiệm tài cao được. Ủa, mình ông này nhảy biển gì đấy, bắn tung tung hết cơ. Mình cái đại bác này đi, mình đang dùng đại bác. Đấy, chết máu nó thêm tụt. Không sao, chết hy sinh của tổ quốc thôi. Bên kia thua chắc rồi mọi người. 55%. Ui, cái gì mà một phát vào đầu chết luôn đấy. Được hồi sinh mà, lo gì. Phá tung bành đi mọi người. Từ từ nhòm mấy nhòm mấy ống. Không nhòm cả ống thế. Đi xa đấy. Chết thôi. Từ từ đi tìm cái súng khác mọi người. Lấy ông này. Mệt mỏi thật. Ê, có ông nào không? Ông này chiếm mấy lúc đấy. Đồ chết ngay. Chết rồi, bị bắn chết mất rồi. Không sao. Đi tìm tìm địch chứ. Tìm địch bên kia mọi người ơi. Bên kia rồi kìa. Chết rồi, góc mày bị hụt rồi mọi người ơi, đi xa quá, góc mày hụt đâu. Đổi bên, đổi bên, đổi, 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 đổi súng, đổi súng. Đấy, mình cứ bắn vào gầm cho chuyển thuyền đi. Úi giời ơi. Kìa, lái chuẩn vào là bác tài này. Bắn cái gì vào đầu mình không chết là mọi người. Chuyển súng đi, chuyển súng đi. Chuyển súng đi.
Đi bắn bọn này đi. Bọn đánh te linh tinh này. Chết ngay. Cái là đám nhảy qua cả thuyền mình ghê nhỉ. Đúng rồi, sợ chết. Bên nó chạy mọi người ạ. Đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo. Bác tài đâu? Đây rồi, đây rồi. Chết rồi. Nó đi xa quá rồi, không dùng súng được rồi. Bắn luôn. Bà đang 100 thôi mà, kiểu gì chả win mọi người. Ôi kìa, bắn cái gì đâu mà chết luôn này. Thằng này phải vừa sao tất cả thù. Đã, mà chạy đi. Chạy đi. Bắn đau quá mọi người ạ, không bắn chết được mình không mà. Súng luôn, súng xịn ạ. Ghê đấy. Ừ, không ổn được, không ổn được. Chưa không ổn rồi, đi 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 lấy lại bác, lấy lại bác mọi người ơi. Nó chạy mất rồi. Ồ, trúng rồi đấy. Trúng tiếp rồi đấy. Team kia đuối rồi, team kia sợ mình đã đang bỏ chạy. Chạy làm sao được, bắn chết ngay. Đấy, mình cầm lại bác mình bắn được đầu. Cao được một tí nhá. Cũng trúng gần. Ui, né ghê nhờ. Đi gần được bạn ơi. Ôi, nó né nhanh quá, nó chạy nhanh quá mọi người. Từ từ dùng cái súng khác đi. Súng này hơi khó bắn. Nó chạy nhanh quá, không, không dùng mây được. Là trước này thôi. Trước này, trước này. Nó lại, ôi, thắng rồi. Victory. Mọi người thấy chưa? Quá tuyệt vời. Ôi ông ấy vẫn là bắn. Để thử chọn một cái map khác cho mọi người nhá. Ôi cái map này nhiều người chọn đấy. Ôi con rùa đẹp chưa? Chọn con rùa đi. Total. 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 Nhảy xuống biển. Úi giời ơi, tắm biển được mọi người ạ. Bên kia là sang bên mình. Ui, nhảy hai lần này. Đó. Lần này mình sẽ biến đỏ xem mình có thắng thắng được không nhé. Lần này mình sẽ thắng không nhé. Destroy the enemy ship. Soi red. Con rùa đâu? Thuyền trưởng, là thuyền trưởng. Ông này nhanh thế, ông lại tránh mất thuyền trưởng của mình rồi. Chàng đây xem có gì không? Ủa con rùa đẹp cho mọi người. Nhưng mà cho hỏi team địch đang ở đâu nhỉ? Tiếp đằng kia mọi người ơi. Xa đấy, à đây rồi, đây rồi, đây rồi. Để kiếm một cái cổ đại bác đi. Lái sang, lái sang, bắn thử mấy viên cho mà. Thử cái đạn đi. Đây giờ là bắn bên mình à. Vừa vã vừa vừa. Trên tay bắn thẳng mấy con rùa luôn. Ui, mình tiếp đỏ không? Tiếp đỏ lại giành lợi thế rồi mọi người ơi. Team kia không ai biết dùng đại bác. Ui, team mình bắn thôi. Lớn từ luôn. Chắc trận này thắng nhanh rồi mọi người. Ui mẹ, mình được bắn cho con chồng con rùa này. Mất cả mai luôn, trừ rùa với cả gì. Ui, mình bắn tung cả cái đại bác. Không gì đấy. Chết bao giờ. Tí thì chết. Mày nói phép mà xạo. Thì chết rồi. 81 này, ui bắn 80, 79 này. Ui, 77. Đây mình chặn nhòm nhòm mấy cái ông này mình đã. Tung chỗ trốn luôn. Thích nhờ bắn tung cả nhà mọi người ạ. Có mình được hồi máu ở đây 100% này. Bắn là 3 người nam rồi. Có người đang bắn mình nhưng không sợ. Quyết tâm bảo vệ. Phá nhà đi. Ui, bắn vào đầu.
bên kia không kịp trở tay mọi người ạ. Mình bắn ông này cho không được ra. Ôi dồi ôi. Mình bắn chuẩn quá mọi người ạ. Ôi dồi ôi. Bắn, cái mắt bắn trúng tầm người trong kia cơ mà mọi người. Ôi, trận này thắng nhanh quá, dễ dàng quá, tiến được ngon được bên mình mọi người ạ. Ôi, chết à. Kìa, nó bắn mà. Bất đại bác không? À, có người giết mình mọi người ạ. Không sao. Tại này mình sẽ không làm thuyền trưởng nữa, mình sẽ bắn. Ờ, cái chúng này không bắn được mọi người ơi. Chúng này đi. Thì ôi, chúng đẹp này. Này thì không, bên kia không lại luôn mọi người ạ. Xin cái tuổi luôn ấy. Ui giời ơi. Bắn không như thế này thì không đỡ được. Ủa, bắn tung cả cái mai rùa này mọi người. Ui bắn không tung đấy. Đấy tung này mình bắn đâu tung đấy. Người đấy chưa? Sắp thắng rồi. Cái đam của mình kìa. Ui mình nhớ đam của mình. Cái đam của mình này. Đây mình dừng bắn rồi nhá. Đây bây giờ mình bắn 14.000 đam. Đây 140 mấy nghìn đam. Đứng đầu hay sao ấy. Cái này mình bắn đỉnh chưa? Bên kia lấy quá nó quay. Chiến tỏ mình bên nào thắng bên này thắng mình nhỉ. Bị bắn rồi, bọn này xâm chiếm tàu của mình đấy. Điên. Làm sao mình có thắng được. Mấy thằng này nó xâm chiếm thì mình sẽ bắn nó. Chết luôn. Tàu đâu? Từ từ cái tàu đâu? Tàu bên tim địch đâu nhỉ? Đâu rồi ta? Không tìm thấy mọi người, mình trèo lên xem nào. Trèo lên để xem tim địch nó nằm ở đâu. À đây đây đây. Chạy mất tiêu rồi. Đúng là không có mình, không có ai bắn luôn đấy. Mình bắn. Đi thằng phải bắn cho mấy ông. Ui cái tàu ấy sắp chìm rồi. Không trúng à. Úi dồi. Úi dồi tắm đi tắm đi. Úi dồi. Ui giết được người nè mọi người nhìn thấy không. Mình giết được người này. Bắn trúng người là giết được người đấy. À 20%. Bên kia là những cái tuổi. Mình giết được mấy người luôn kìa mọi người ơi. Mình cứ bắn đã đáp người là chết luôn ấy. Đại đáp người. Sống kiểu gì. Ui rồi mình cổng tim. Ui rồi cổng chết người luôn. Ui. Chạy đá lạ quay lắm mọi người ạ. Ôi trời ơi. Bên này không tổ máy. Vên mọi người ạ. Đây mọi người thấy không? Lúc mình giết mọi người lại đã cho là súng đỡ được. Người ta dùng súng nhỏ cơ, mình cứ thích dùng đại bác làm việc nhau. Chạy nhá. Đuổi theo đi. Úc ông là lái đỉnh ấy. Đuổi theo luôn này. Ôi giời. Không ai bị bắn tung đấy. Người bắn mình rồi ạ. Ơ, trời bắn nó không vào cầu của mọi người. Góc này mình không bắn được. Mình không thích đi xâm chiếm cho lắm. Xâm chiếm hay bị chết lắm mọi người ạ. Đấy mọi người. Mình không thích xâm chiếm lắm, mình muốn bắn tung nhà hơn. Góc này không nhìn ra được mọi người ạ. Đây đây. Mấy người không lái mình bắn nhỉ.
súng này nó không quay tới mọi người ạ. Giờ thì bắn được mình, người ta chưa đều à. Từ từ nhé, bảo vệ những người đồng đội đi. Bảo vệ những người đồng đội, bảo vệ thuyền trưởng. Ui, mình giết một người rồi đấy. Trèo lên võng ngồi được không? Trèo được mọi người ạ. Đây rồi, đây rồi. Thời khắc đến thôi, bắn thôi. Đấy, bắn đẹp rồi, bắn thôi. Bên kia đang chạy mọi người ạ. Chạy làm sao vừa không? Thì á, để chúng nó chạy dễ dàng thì à. Cái nhiều lúc này nó không theo, không theo mình chỉ định mọi người ạ. Nó không có góc, nó không quay được ấy. Tao có bạn mình quẩn quẩn cầu cầu rồi thì chết. Đây này, cái này nó chỉ có góc nhất định thôi, đuổi theo đĩa không ai lái à. Đây là mình quay đầu đuổi cho mọi người xem nhá, rất mất thời gian mấy người này, mình phải trong vai thuyền trưởng rồi đấy. Đuổi theo đây, khá lâu mọi người nhỉ. Bắn chết đi. Và bắn, bắn đi anh em. Cầm lại đác không? Mình cầm lại đác mình không quá. Nhanh lên phải thắng. Mất cảnh sát mà. Đúng chưa? Chưa thắng à? Trận này lâu nhỉ? Tự tay giành chiến thắng vậy. Sao bên kia chưa thua? Không phần trăm rồi đấy. Ui. Rơi hết xuống biển rồi. Ok, hẹn gặp lại mọi người nhé. Bye bye mọi người.